Trưa ngày 27 tháng 5, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Bình đã phát hiện một thi thể nghi là nghi phạm giết vợ hờ rồi bỏ trốn cách đây hơn 20 ngày. Thông tin ban đầu, thi thể này được hai người dân địa phương phát hiện ở vùng rừng Chút Mút, xã Lâm Thủy, Lệ Thủy, giáp biên giới Việt, Lào, cách hiện trường vụ giết người khoảng hơn 200 mét. Khi lực lượng chức năng có mặt, thi thể đã có dấu hiệu phân hủy. Bên cạnh có một đôi dép, một chiếc mũ và một sợi dây treo trên cây. Sau đó, cán bộ đồn biên phòng Làng Ho đã có mặt để bảo vệ hiện trường. Công an tỉnh Quảng Bình cũng đang đến hiện trường để thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để xác định chính xác nhân thân của thi thể. Qua những dấu hiệu tại hiện trường, lực lượng chức năng nghi vấn đây là thi thể của ông Trần Văn Thông, nghi phạm chính trong vụ giết vợ hờ xảy ra hơn 20 ngày trước. Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, chiều tối 6 tháng 5, ông Trần Văn Thông, 56 tuổi, trú xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, dẫn vợ hờ là Hồ Thị Minh, trú xã Lâm Thủy, vào rừng Chút Mút để lấy gỗ về làm dựng nhà tạm. Tuy nhiên, cả hai đã xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, ông Thông đã dùng dây thắt cổ vợ vào gốc cây đến chết. Ông Thông gọi về báo với người nhà việc mình giết vợ rồi bỏ trốn vào rừng.